Lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác bộ Sony CMT-M333NT hay gọi tắt là bộ Net MD. Cái ra này thì em bán rất nhiều rồi. Đợt này đặc biệt hơn một chút xíu nữa là đợt này em về được thì em đã sưu tầm được một cái khiển học cho cái bộ Net MD này các bác nhé. Cho nên là mình có thể điều khiển, điều chỉnh được bát chép cho ra cái chiếc âm cực kỳ là hay và tùy biến tốt hơn cho anh em chơi. Đấy, mọi lần mình bán là mình chưa có khiển, đợt này mình về thêm cả khiển nữa thì rất là hay luôn. Giới thiệu qua về tổng thể bộ này thì bãi về rất tiếc của mất 2 EK. Tuy nhiên thì về tính năng bộ này rất là đặc biệt, đó là đầu tiên là nó có thể chơi được nhạc giải mã từ Smart TV xuống đấy, qua cổng optical. Đấy, anh em phải chơi trực tiếp từ TV được. Thứ hai là có thể chơi qua điện thoại máy tính qua jack 3.5. Tiếp theo nữa là cái ổ CD của nó đọc tốt nhá, mắt đọc tốt cả đĩa chậm. Thứ tư là cái MD hoàn chạy hoàn hảo, nói chung là chạy full tất cả cái tính năng nhé. Đấy, còn bãi về hình thức còn rất là đẹp, có những sự sát rất nhỏ thôi, do vận chuyển hàng bãi không tránh được, thì lát em sẽ quay cụ thể cho các bác xem. Và bây giờ em bắt đầu test cái tính năng, đồng thời là test âm tất cả các bác cảm nhận chất âm của nó nhé. Rồi, trước khi test âm thì em đã điều chỉnh qua cái bát check qua cái khiển đã nhé, để cho nó cân đối hợp lý. Hiện tại em đang để bát 2 và check 3. Ok các bác nhé. Đấy, để mình cân đối có điều khiển thì nó rất hay ở chỗ là nó mình điều khiển cái bát check nó lên được cái chất âm nó hay hơn là bình thường, mặc định nó là không. Rồi bây giờ em sẽ test cái giải mã đầu tiên. Các bạn ấn cho em vào cái nút có chữ là Faxton nhé, chuyển sang cái chữ hệ có ghi là Optical In đó thì sẽ chơi giải mã. Bổ sung thêm là bộ này có cả cái cổng USB chân vuông để anh em có thể làm sao cả cắm trực tiếp vào cổng USB của máy tính để làm loa vi tính luôn nhé, không cần phải cắm cổng 3.5 đó. Thêm một tính năng rất đặc biệt của cái bộ này là như vậy. Rồi em sẽ test một cái bản nhạc G-Mix đi, các bạn cảm nhận qua cái chất âm giải bass của nó trước nhé. Các bác nha, bát đánh rất hay, con này bát 10 nhá, gân cao su zin chưa thay thế, bát đánh rất hay luôn. Rồi tiếp theo thì em sẽ mở cái bản nhạc ở điện thoại để em test cái cổng AUX cho các bác nhé. Ok nhá, em sẽ mở cái bản nhạc ở YouTube. Rồi các bác ấn nút Faction này chuyển sang hệ có chữ là Analog In nhá, để mình chơi qua điện thoại. Ok nhá, bây giờ sẽ test tiếp tính năng đọc đĩa MD của nó nhé. MD trước xong rồi em test đến CD sau. MD các bác ấn nút chạy MD là nó sẽ chạy nhá. Đấy, mắt đã đọc được rất nhạy luôn. Đã chơi đĩa rồi các bác nhá. Ok các bác nhá, em test tiếp đến tính năng đọc đĩa CD của nó. Rồi em sẽ cho MD ra nhé, CD nhé, các bạn ấn vào chữ CD này nhé, đây chỗ này, em bắt chạy đĩa CD. Ok đã đọc CD nhá. Ồ, CD nó âm lượng bao giờ nó cũng lớn hơn tất cả các tính năng khác, cho nên các bác vặn nhỏ volume cho em nhé. Cái CD nó ra cực kỳ âm thanh rất là lớn luôn.
hướng dẫn qua các bác cái cách dùng điều khiển nhá, rất dễ thôi. Tuy nhiên thì hướng dẫn các bác nào chưa biết, đầu tiên đây là một cái khiển học, cho nên các bác đầu tiên các bác sử dụng các bác ấn vào nút TV nhá, đèn đỏ chớp để nó nhận khiển nhá. Rồi sau đó các bác ấn vào nút đây, trên bảng điều khiển có cái nút đây tam giác ở giữa này, lên xuống rồi nhá. Đấy, các bác chỉ quan tâm đến thế thôi, ấn là sẽ bát ra chép này, ấn nút giữa này tăng giảm lên xuống ở đây cho em nhé. À xin lỗi các bác, không phải nhầm, các bác ấn giữa để là chọn lên nhé, và các bác ấn sang phải sang trái để tăng bát chép, em nhầm nhé. Đây âm bát này, đấy, sang phải sang trái nút này nhé để các bác tăng giảm nhé. Đó, đấy, sang phải sang trái nhé, ấn tiếp bằng chép này cũng thế nhé, cũng tăng giảm lên nhé. Đó, đơn giản vậy thôi nhé, rất dễ thôi. Ok, bây giờ các bạn giúp tổng quan được cả một dàn cho các bác tham khảo. Con này bãi về hình thức cũng rất là đẹp, tuy nhiên hàng bãi không tránh khỏi những sự sắc nhẹ. Đấy, anh quay gần cho các bác xem luôn. Đó, cảnh sơn đấy nhá. Tiếp theo con này về thứ căng, cái này là biết bẩn, các bác không phải xước nhá, bẩn nhá. Đấy, em quay gần loa cho các bác xem luôn nhá. Cái này là mới lau, nó lướt rồi. Mà hình rất đẹp, cái đường nó làm đường nét rất là đẹp luôn. Đây là loa của xem luôn, loa bên zin nhá, cao su chưa thay thế. Đây một cái cấn nhả góc này đây, chưa nghỉ tay đây, đây, đó một cái cấn đây, có thế đâu, còn là rất là đẹp. Sau đấy, vùng bán cái trắng này là cái bột âm lau nhá, cái bột âm lau không phải là làm sao ở đâu, nó chỉ ở cái vết bột âm lau thôi, cái bột vệ sinh, đó. Loa công suất hai loa là 100W, trở kháng ở cặp này là 6 ohm. Đây, tôi cho là Make in Japan, loa nó xịn sò luôn các bác nhá. Rồi âm ly thì sao? Âm ly công suất là 55W nhá, 55W. Dưới đây qua các bác, đây là cổng chân loa, các bác cắm đúng chiều nhé, cắm sai chiều là cháy đấy mà không vào đâu. Đây là cổng AUX này, còn đây là cổng optical giải mã này, đây là cổng USB chân vuông này, các bác có thể chơi giải mã máy tính qua cổng này nhá. Đấy, cái quạt gió này khi nào nó nóng thì sẽ quay, anh em bật lớn âm lượng thì sẽ quay, còn bật nhỏ âm lượng nó sẽ không quay nhé. Đấy, đấy là chế độ tích hợp điện của Sony. Còn cái băng cassette này thì em chưa test thì em không có băng để test đâu, chắc là nó vẫn chạy thôi nhưng em không có băng để test. Đó. Cái thời gian này thì hàng bãi đang là rất là khan hiếm, bởi vì là dịch bệnh nên nó không về được, cho nên là cái mức giá của nó có cao một chút xíu so với ngày thường nhé, nó chỉ chênh một khoảng một chút xíu thôi, các bác thông cảm nhé. Thì với cái bộ này thì em bán với giá là 1.650.000. Cái giá em báo là đã bao gồm cho các bác, thứ nhất là một bộ ổ điện để bác chơi có điện 100, thứ hai là một dây AUX để các bác có thể là chơi qua điện thoại, tiếp theo nữa là một cái điều khiển để các bác có thể chỉnh được bát chép nhá. Đấy, nếu các bác mua hàng chuyển cọc thì cọc giúp là 400.000, còn nếu như các bác mua hàng chuyển khoản đủ thì bên em sẽ là tặng các bác một bộ chân đế kê loa. Còn nếu như các bác không chuyển đủ và không thích bộ chân đế cái loa này thì bên em sẽ đổi sang người gói là bao ship luôn cho tất cả các bác. Đó, các bác mua hàng thì liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Tôi xin nhắc lại số Zalo là 0975 575 262. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác theo dõi hết video.